Từ gỗ trung kiên xin kính chào tất cả anh chị ạ. Và trong buổi sáng ngày hôm nay ạ, bên em mới hoàn thiện xong một siêu phẩm, đó là ngũ cốc trấn bình trên chất liệu là gỗ lu hương anh chị nhá. Vâng ạ, và để vào tác phẩm thì bên em cũng xin thông báo kích thước và giá để anh chị thể là cân đối anh chị nhá. Vâng, xin chào anh chị đã xem buổi video của ngày hôm nay ạ. Vâng, hôm nay em xin giới thiệu với anh chị một tác phẩm mới bên em, đó là bình ngũ cốc trấn lu hương đây ạ. Dạ vâng, có kích thước của bình cốc này cao là 84, ngang là 65 và chiều sâu là 47 ạ, và giá cũng rất là yêu thương ạ. Giá chỉ có 58 triệu đồng thôi anh chị nhá. Em sẽ quay sát về kỹ cho anh chị xem về bình ngũ cốc trấn lu hương đây ạ. Vâng ạ, đây ạ, trước mặt anh chị đây là một tác phẩm ngũ cốc trấn bình anh chị nhá. Đấy ạ, và trước tiên anh chị ngắm cho em là một cái bình anh chị nhá. Đấy là một cái bình, một bình lu hương đấy. Với những một bình lu hương rất là đẹp đấy anh chị ơi. Và anh chị nhìn ạ, trên một cái lắp bình thì là có một chú rơi ạ. Một chú rơi siêu hút tiền tài tài lộc đây ạ. Và bên dưới này là một chuỗi của lấm linh chi đây ạ. Vâng đấy anh chị ơi, đấy một cái tác phẩm rất là hoan hỉ anh chị nhé. Và đặc biệt là quanh bình là gồm 5 cụ thiềm thư biểu tượng cho ngũ cốc anh chị nhé. Đấy ạ, ngũ cốc mang lại những cái điều may mắn nhất, mang lại những cái điều tốt đẹp, chiêu hút tài lộc anh chị nhé. Và đặc biệt không thể thiếu đây là một cái bình anh chị ơi, một bình rất là lớn anh chị nhé. Bên em bo rất là tròn và trên mặt bình bên em có điểm những cái bông hoa lu anh chị nhé. Đấy ạ, và đặc biệt là những cái bông hoa lu cám hồng rực đây, lu cám kín mít anh chị nhé. Và anh chị cũng biết là giá trị của lu hương là giá trị rất là cao chị nhé. Đấy ạ, có tác chơi về lâu về dài thì giá trị lên tới rất là cao đấy ạ, trong với những cái tác phẩm lu hương đây chị ơi. Đấy ạ, và xung quanh đây là gồm những cụ thiềm thừ đấy ạ, đang bám quanh bình anh chị nhé. Đấy ạ, với thần thái thì bên em đúng rất là sắc nét, và anh chị cũng biết là cụ thiềm thừ đều có một cái thần thái giống nhau chị nhá. Đấy, từ những cái phần gai bên em chấm rất là đều chị ơi, từ những cái phần lưng bên em đục gồ gà lên chị nhá. Đấy, rất là đẹp. Và đấy, xung quanh là gồm tiền tài đây chị ơi, tiền tài những cái thỏi vàng đây, mang lại tài lộc, mang lại sự may mắn. Và bên dưới đây là những cái cây nấm linh chi chị nhá, những cái cây nấm linh chi rất là dài chị ơi. Đấy, bên em còn đánh sần lên rất là đẹp, rất là già luôn. Đấy, đục kiểu cách rất là tinh tế chị nhá. Đây là một cái tác phẩm rất là đẹp. Bên trên đây là gồm những cái thỏi vàng đây, hay là những cái bát vàng đang xếp tầng tầng lớp lớp với nhau, rất là đẹp. Đấy, xung quanh một cái tác phẩm bình lu hương rất là đẹp, và em xin thông báo lại kích thước để anh chị là cân đối tác phẩm với chị nhá. Cảm ơn. Kích thước của bình cao là 84, ngang là 65 và chiều sâu là 47, và giá thì chỉ có 58 triệu thôi anh chị nhá. Anh chị ơi, nhìn một tác phẩm lớn như thế này mà được hội tụ rất là nhiều tác phẩm này, được hội tụ rất là nhiều luôn anh chị ơi, dù là những cái chú rơi này, đồng tiền vàng này, những cụ thiềm thừ đục rất là sắc nét anh chị nhá. Đấy chị ơi, một cái tác phẩm rất là đẹp mà giá bên em giao lưu với giá chỉ là 58 triệu đồng thôi. Đấy là nhà anh chị nào mà có không gian phòng khách nhưng mà vẫn chưa có tác phẩm đẹp để chung chơi trong không gian phòng khách, thì anh chị hãy có thể là liên hệ qua bên em để có thể sở hữu tác phẩm ạ. Và bên em có hai số điện thoại thường xuyên liên lạc: 0822 338 345, 0944 812 986, để anh chị có thể sở hữu tác phẩm chị nhá. Đấy là một cái tác phẩm đẹp giá trị như này thì anh chị đừng bỏ lỡ cơ hội, vì cơ hội chỉ có một lần thôi. Vâng ạ, không biết bao giờ bên em có một phôi gỗ để chế tác một cái bình đẹp như này thì rất là lâu anh chị nhá. Đấy ạ, và với những cái đường nét thì bên em được rất là tinh tế, rất là sắc sảo đây, từ những cái cây nấm này. Đấy ạ, những cái cây nấm thì bên em đánh sần lên rất là già, và tác phẩm này từ những cái cây nấm này có hàng con điểm thêm một chút sáp anh chị nhá. Đấy, một cái màu sắc rất là tươi tắn ạ, từ những cái chất vân gỗ đây. Đấy, rất là già luôn. Đấy ạ, rất là đẹp, và giá là 58 triệu đồng. Và anh chị nào mà và xem mà cảm thấy ưng tác phẩm rồi hãy liên hệ trực tiếp qua bên em chị nhé. Đấy ạ, lúc anh chị đang băn khoăn thì các bác đang alo tới bên em để chốt tác phẩm rồi thì rất là đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội rất là đáng tiếc luôn ạ. Và anh chị thiện chí thì cũng có thể là đến trực tiếp qua cơ sở bên em, qua quốc lộ 38 ạ, làng nghề Mộc Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương anh chị nhé. Đây là một cái tác phẩm rất là đẹp, rất là hoan hỉ luôn ạ. Dạ vâng, đặc biệt là một cái tác phẩm lớn như này anh chị ơi, này còn được là hoàn toàn là liền khối anh chị nhá. Anh chị nhìn ở chất liệu gỗ rất là già đanh luôn, và những cái lu cám hồng thì rất là đẹp rồi anh chị, không phải chê gì về chất lượng gỗ anh chị nhá. Đấy ạ, và bên em cũng giới thiệu rất là kỹ với anh chị rồi. Vâng ạ, và bên em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào tất cả anh chị, hẹn anh chị trong những video tiếp theo ạ. Dạ vâng, xin chào anh chị, hẹn gặp anh chị vào buổi video tiếp theo anh chị nhá.